Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã ra công văn 2915, sửa đổi bổ sung một số nội dung tại công văn số 2887 về việc bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ, tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các quán cà phê, giải khát, kể cả các quán trà sữa, cà phê vỉa hè, cửa hàng kinh doanh các loại thức uống khác và các cửa hàng, quán bán rượu, bia, thức uống có cồn, đến hết thời gian giãn cách xã hội. Riêng đối với các hàng quán, cơ sở dịch vụ ăn uống, nếu chỉ thuần túy bán các mặt hàng thức ăn, thì được phép bán mang về hoặc giao hàng tại nhà, không phục vụ tại chỗ, và người giao hàng phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch khi đi giao hàng, tức là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về tình hình người kinh doanh thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Dạo một vòng quanh nội ô thành phố Bạc Liêu, không khó để nhìn thấy các bảng đề chữ chỉ bán hàng mang về. Đa phần người kinh doanh thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Dù tiếp tục kinh doanh trong tình hình dịch bệnh, nhưng chủ các quán ăn vẫn đảm bảo thực hiện đúng công tác phòng dịch, không tập trung quá 2 người và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 2 mét, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, vừa bảo vệ sức khỏe cho khách hàng. Phòng chống dịch thì mình bán đem về, di thẩn rửa tay, không có cho phục vụ đem về chứ không có cho ngồi tại chỗ. Như hồi đó chị bán 10 phần, bây giờ chỉ còn có 3 với 4 thôi. Thì tại vì cuộc sống mình thì mình phải bán, muốn cho bà con rồi dịch qua khỏi, mau chống dịch cho nó qua khỏi, rằng mình bằng ăn lại cho dân chúng rồi người ta. Dân chúng thì người ta mặn ăn mua bán rồi cho người ta có tiền, có bạc, có gạo rồi ta ăn, ta nghiệp người ta. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 chính là biện pháp kịp thời nhằm hạn chế tình trạng lây lan trong cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu đã áp dụng quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng dịch với phương châm chống dịch như chống giặc. Dịch bệnh đã và đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Không chỉ người kinh doanh thay đổi hình thức kinh doanh để thích ứng với tình hình dịch bệnh, mà mỗi cá nhân phải thay đổi lối sống, cách sinh hoạt để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Ý thức cộng đồng chính là điều tiên quyết để nước ta thực hiện thành công các biện pháp phòng chống dịch bệnh, từng bước đẩy lùi đại dịch, để nhịp sống quay trở lại như trước đây. Người dân yên tâm lao động và sản xuất, phục hồi lại nền kinh tế đất nước.